vô cùng quy tắc 1/3 trong chụp ảnh. Từ khi tập chụp ảnh, quy tắc 1/3 đã chứng minh được sự hiệu quả và được rất nhiều bạn áp dụng, từ những người mới chơi đến những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vậy quy tắc 1/3 là gì? Sử dụng như thế nào? Quy tắc 1/3 là một tập hợp của 4 đường thẳng chia đều khung ảnh của các bạn thành 9 phần tương đối bằng nhau như hình minh họa. Khi đó, thay vì đối tượng đặt vào chính giữa khung hình như nhiều người vẫn làm, thì các bạn sẽ đưa đối tượng vào gần 4 giao điểm của đường thẳng. Điều này giúp bức ảnh trông tự nhiên hơn nhiều. Trước khi chụp ảnh, bạn hãy thử tìm xem đâu là yếu tố quan trọng nhất, từ đó đưa đối tượng vào gần 1 trong 4 giao điểm gần đường kẻ, hoặc giao điểm càng gần càng tốt. Tất nhiên bạn sẽ cần điều chỉnh đối tượng tùy vào các trường hợp, không nhất thiết phải đưa vào chính giữa giao điểm hay trùng với các đường kẻ. Bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng quy tắc này vào chụp phong cảnh nhé. Đối với chụp phong cảnh, quy tắc 1/3 thực sự phổ biến. Trong trường hợp như hình minh họa, các đường kẻ nằm sát với đường chân trời và khi đó chủ thể sẽ nằm ở phần giao điểm của các đường thẳng. Và đây là một ví dụ khác. Một số trường hợp ảnh phong cảnh không có chủ thể thì ta có thể sử dụng quy tắc 1/3 để chia đường thẳng chân trời. Trời đẹp thì ta lấy trời, còn trong ảnh này đất đẹp thì chúng ta sẽ lấy đất. Nếu không tuân theo quy tắc 1/3, trong một số trường hợp, ảnh chụp phong cảnh của các bạn sẽ bị lệch đường chân trời, nhìn sẽ không có điểm nhấn, gây khó chịu cho người xem. Ví dụ như ảnh này, dù sao thì sao biển đã đặt khá đúng giao điểm, nhưng đường chân trời bị lệch rất thô kệch. Điều này sẽ làm bức ảnh kém nổi bật hơn. Nếu căn đường chân trời theo bức ảnh này, ảnh sẽ đẹp và cải thiện một phần nào. Đối với chụp ảnh chân dung cũng không ngoại lệ, quy tắc 1/3 thực sự hữu ích, sẽ làm nổi bật chủ thể một cách rất tuyệt vời. Trong khi chụp chân dung bán thân, chủ thể chính là khuôn mặt của mẫu, hãy cố gắng đặt chủ thể vào gần các giao điểm của các đường này. Nếu các bạn không tuân theo quy tắc 1/3, chủ thể sẽ ở giữa hình như ảnh ở dưới đây. Vậy ảnh này có đẹp hay không? Câu trả lời là vẫn đẹp, nhưng khá nhàm chán và không nổi bật cho lắm. Giờ chúng ta hãy thử cắt crop theo quy tắc 1/3 xem nào. Và đây là kết quả. Theo các bạn, ảnh có cải thiện hơn không? Tương tự như vậy, Ngọc Trinh rồi cũng phải theo quy tắc 1/3 mà thôi. Đối với chụp ảnh selfie thì khuôn mặt khá lớn, vì vậy chủ thể của những bức ảnh selfie thường là đôi mắt. Đôi mắt sẽ là cửa sổ tâm hồn của bức ảnh, như trong ảnh minh họa này. Như đã nói ở phần trên, chúng ta không nhất thiết phải đặt mắt của mẫu đúng ở giao điểm. Ảnh ví dụ này có thể cho thấy giao điểm ở giữa khuôn mặt của mẫu, làm cân đối, hài hòa biết bao nhiêu. Tuy nhiên sẽ có một số những ngoại lệ. Nếu các bạn chụp ảnh trực diện theo kiểu ảnh thẻ thì quy tắc 1/3 sẽ bị phá vỡ như hình ở dưới. Nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy rằng đôi mắt vẫn nằm trong đường thẳng ở quy tắc 1/3. Bây giờ việc của các bạn là sẽ thực hành nó ngay trên điện thoại hoặc máy ảnh của các bạn nhé. Với điện thoại, hãy vào phần máy ảnh. Bất kể phần mềm máy ảnh nào của điện thoại, dù là phần mềm của bên thứ ba, nó đều có phần cài đặt để chúng ta bật cái đường lưới này lên. Hãy cố tìm và bật nó lên. Đối với máy ảnh cũng vậy, nó chính là đường grid line. Các bạn hãy yên tâm nhé, nó sẽ không quá rối mắt và đường này sẽ không hiện ở bức ảnh các bạn chụp ra đâu. Và khi nếu lỡ đã chụp ra những bức ảnh chưa theo quy tắc 1/3, chúng ta hoàn toàn có thể cắt crop ảnh theo quy tắc 1/3 để cải thiện chất lượng hình ảnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Hãy like nếu các bạn cảm thấy bài viết này hữu ích và nó sẽ là động lực để mình ra được những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.